Dạ quá quầy câu. Cô này đi đây lần đầu luôn hả ta? Hay đi mấy lần rồi? Em? Mấy lần rồi. Mấy lần rồi, mà để em mụn ghê đi đúng không? Dạ. Lâu mới đi lần đúng không? Dạ. Nuôi mụn à? Nuôi mụn cho chị lo nặng quầy răng. Em mấy tuổi rồi em? Dạ, 14. Ôi trời, nhỏ xí nữa à? Mới 14 tuổi à? Bằng con mình 14 tuổi mà bằng con mình 2 tuổi chứ. Ấy là bằng đấy, nó kêu cỡ bằng. Hơi đau nha em. Sợ hổng lì. Hậu là 1 hay 2 rồi. Con nói vậy chưa đau cũng được thì. Lạnh bên quanh cái viền môi hả? Chạy lạnh quanh cái viền môi là sao? Chạy nóng xong chạy lạnh. Chạy nóng cho nó ngã ra kìa. Xong chạy lạnh cho nó xe lại thì.
xương. Ôi sợ. Đứng lại nó mà xịt cho cái rồi. 9 phút là nó xịt làng. Ngon không? Dạ chắc chị hẹn trong đó 9 phút. Ừ. Đỡ mùi không? Có thơm không? Dạ chẳng có nồng. Ừ? Không có nồng không? Nồng. Thì mình để 15 phút đi. Dạ. Mùi rồi kìa. Để ban ngày là phải ban đêm phải tắt. Đêm xịt ở đây. Lâu rồi. Nó không biết bay đâu nữa. Nó cục nữa.